Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Công cuộc chống tham nhũng của Tổng Trọng sẽ tiếp tục hay trở thành công cụ thanh trừng quyền lực. Ngày 3 tháng 8, VOA tiếng Việt bình luận, hậu Nguyễn Phú Trọng đốt lò vẫn duy trì hay sẽ biến tướng. Theo VOA, đốt lò là di sản chính của ông Trọng, được phát động khi ông lên nắm quyền vào năm 2011, được đẩy mạnh vào năm 2016 khi ông Trọng nắm nhiệm kỳ 2, và diễn ra quyết liệt nhất trong nhiệm kỳ 3 của ông. Và đây là hình bài bình luận trên VOA. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 3 từ năm 2021 cho đến khi ông trọng qua đời vào tháng 7 năm 2024, đã có 7 ủy viên bộ chính trị, hơn chục ủy viên trung ương Đảng cùng hàng trăm cán bộ các cấp bị kỷ luật, cách chức và thậm chí bị xử lý hình sự. Điều này là chưa từng thấy trong lịch sử của Đảng. VOA đề cập đến bài viết của ông Phan Đình Trạc trưởng ban nội chính trung ương, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực với tựa đề Tiếp tục tư tưởng, quan điểm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực đăng tải ngày 29 tháng 7 trên thông tấn xã Việt Nam. Bài viết xác nhận rằng đảng Cộng sản sẽ tiếp tục chống tham nhũng y như lúc ông Trọng còn sống. VOA trích dẫn báo người lao động cho biết Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tâm Quang thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã chỉ thị cho lực lượng cảnh sát điều tra của Bộ Công an tập trung điều tra các vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và đây là hình cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. VOA dẫn nhận định của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp từ Hà Nội cho rằng chắc chắn công việc chống tham nhũng sẽ tiếp tục cho đến hết khóa 13 và khả năng sẽ có rất ít điều chỉnh. Theo thông báo, vẫn còn hơn 20 vụ được đưa vào theo dõi ở Ban Chỉ đạo Trung ương. Các vụ việc khác liên quan đến một số ủy viên Bộ Chính trị vẫn còn phải xử lý tiếp. Ông Hợp nhận xét, cho dù ai lên kế nhiệm ông Trọng thì vẫn phải sẽ tiếp tục công việc này vì các vụ án đã được đưa vào diện theo dõi từ trước khi ông Trọng ngã bệnh. Tuy nhiên, ông Hợp vẫn chưa thể khẳng định đến đại hội 14 vào năm 2016 thì Đảng có tiếp tục xem chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu hay không? Sau khi nó bộc lộ một số vấn đề như gây bất ổn chính trị, khiến cán bộ cấp dưới gần như không dám làm gì và thậm chí còn được sử dụng như công cụ để đấu đá chính trị. Ông họp phân tích như sau: Ổn định chính trị vẫn là ưu tiên hàng đầu, vấn đề là có các quan niệm về ổn định chính trị khác nhau, cho nên Tổng Bí thư kế nhiệm và ban chấp hành trung ương mới sẽ cần cân nhắc ví dụ có tiếp tục chống các nhóm lợi ích gây bất ổn về nhân sự ở các cấp hay không. Họ có thể có các điều chỉnh, nhấn mạnh việc xây dựng một nền quản trị quốc gia minh bạch, có trách nhiệm và nhân văn hơn. Và đây là hình tân tổng bí thư Tô Lâm. VOA dẫn đánh giá của nhà báo Lê Trung Khoa từ Berlin tại Đức cho rằng, với những diễn biến trong thượng tầng chính trị Việt Nam thời gian qua, từ việc hàng loạt nhân vật trong tứ trụ, cộng với thường trực ban bí thư phải ra đi, nhiều khả năng chiến dịch chống tham nhũng sẽ đi theo hướng tiêu cực. Tôi thấy rằng nó sẽ không được tiếp tục theo cách như ông Trọng đã làm từ trước đến nay, mà nó sẽ biến tướng đi một cách mạnh mẽ hơn nữa để trở thành đấu đá và loại bỏ các phe cánh không ăn cánh với mình. Thực tế hiện nay, thực quyền nhất là ông Tô Lâm, sau đó còn có thủ tướng Phạm Minh Chính, họ đều ngang nhau, đều có cùng xuất phát điểm, đều từ Bộ Công an mà đi, từ cấp tướng mà đi. Do đó họ rất hiểu nhau, tới đây việc chống tham nhũng sẽ trở thành cao trào đấu đá lẫn nhau rất thô bạo, ông khoa dự đoán. Khi ông Trọng còn sống, ông có thể hòa hoãn những phe phái khác nhau, vốn luôn muốn giành giật lợi ích. Ông Tô Lâm là người thực dụng và sẽ không có động cơ chống tham nhũng để giữ tính chính danh của đảng như ông Trọng, vốn là người giáo điều chuyên ngành xây dựng đảng, ông khoa phân tích Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Công cuộc chống tham nhũng của Tổng trọng sẽ tiếp tục hay trở thành công cụ tranh giành quyền lực. Hồng vệ binh đánh đồng yêu nước với yêu đảng, yêu lãnh tụ. Ngày 1 tháng 8, AFI tiếng Việt bình luận Hồng vệ binh kiểu Việt Nam đợt quốc tang cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo AFI, ngay khi nhà nước Việt Nam vừa công bố thông tin Tổng Trọng qua đời ngày 19 tháng 7, hàng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nước lập tức bày tỏ niềm thương tiếc trên mạng xã hội. Những người nổi tiếng không thể hiện niềm tiếc thương hoặc vẫn cập nhật cuộc sống thường nhật trên trang cá nhân thì ngay lập tức bị một lực lượng cư dân mạng tấn công, chỉ trích, thậm chí là kêu gọi tẩy chay vì vô ơn. AFI liệt kê những trường hợp bị tấn công như nữ ca sĩ Sunny Hạ Linh, hot tiktoker Duy Muối, các diễn viên Khánh Vân, Nam Thư. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn nhận định của một nhà báo ở trong nước cho rằng áp lực của những thành phần cực đoan đã khiến những người trẻ tuổi này phải hoảng sợ rồi phải mở lời xin lỗi ngượng ép. Nhưng được báo chí và các hệ thống mạng lưới tuyên truyền đưa tin đó là cách rửa mặt cho nhà nước trong bối cảnh dàn dựng đau thương về một lãnh tụ qua đời bị thất bại. AFA dẫn quan sát của ca sĩ Mai Hoy từ Hoa Kỳ cho biết, hiện tượng hàng loạt người nổi tiếng đăng bài bày tỏ tiếc thương cái chết của Tổng Trọng là sự răm rắp làm theo một mệnh lệnh. Vì trước đây, họ có bao giờ đăng bài gì thể hiện lòng ngưỡng mộ yêu thương đối với ông Trọng khi ông đang còn sống? Thì sao mà khi ông ấy chết, tình cảm ngưỡng mộ yêu thương lại đùng đùng ập đến? AFA cũng dẫn quan sát một người ở Hà Nội thấy rằng, Đám đông chỉ trích những ca nghệ sĩ không tưởng nhớ ông trọng có hai thành phần như sau. Thứ nhất là đám đông quần chúng nhân dân, những người yêu mến ông trọng. Thứ hai là những người thân nhà nước, chính quyền, có thể họ là thành phần như luận viên, lực lượng tác chiến trên mạng. Tôi thấy lực lượng này rất hung hăng. Nhiều ý kiến còn cho rằng những nghệ sĩ này là vô ơn, đáng bị bỏ tù. Người ta chửi với các lý do rất cực đoan. Theo tôi thấy thì đây là việc khuấy động tinh thần cực đoan của người Việt Nam, không khác gì cái đám hồng vệ binh của Trung Quốc cả. Còn các vị chính quyền dung dưỡng, cổ suy tinh thần cực đoan đó thì hết sức nguy hiểm, không tốt một tí nào. Và đây là hình người dân xếp hàng chờ viếng đám tang tổng trọng. Ca sĩ Mai Khoi thì khẳng định rằng, đó rõ ràng là luận điệu của bọn dư luận viên, mà đầu nguồn là ban tuyên giáo. Chẳng có người dân bình thường nào rảnh rỗi đi trách móc các nghệ sĩ sao không khóc lãnh tụ. Theo ca sĩ Mai Khôi, Đảng Cộng sản Việt Nam là đàn em của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên không lạ khi họ xây dựng đội dư luận viên Việt Nam theo phong cách hồng vệ binh của Trung Quốc. Ca sĩ Mai Khôi cho rằng, khi họ, tức các nghệ sĩ, nổi tiếng trở thành KOL, họ phải phục vụ lại nhà nước bằng cách góp phần tuyên truyền và tẩy não người dân và dân sẽ tin đảng như tin Chúa, tin Phật, dẫn đến không có khả năng phân biệt đúng sai. Sự liêm khiết của ông Trọng là công cụ tẩy não tuyệt vời, vì dân Việt và văn hóa Việt thường đề cao đạo đức hơn tài lãnh đạo. Từ thời ông Hồ cho tới nay, chỉ có ông Trọng được cho là liêm khiết, gần giống ông Hồ, nên đảng phải lợi dụng ngay thời cơ này để tẩy não dân và củng cố quyền lực của đảng. Người quan sát ở Hà Nội thì cho rằng, chính quyền việt nam có nhiều lý do để khiến người dân tôn ông trọng như bậc thánh nhân thứ nhất là họ muốn tính chính danh muốn lấy lại danh tiếng đã mất của đảng cộng sản họ muốn đưa ông trọng lên như là lãnh tụ để lấy lại hình ảnh đã mất thứ hai là họ đang kích động đánh đồng vì yêu nước yêu dân tộc với yêu lãnh tụ là một và khuấy động lên để người dân tin yêu theo đảng cộng sản nhà báo kể trên dự đoán Việt Nam trong tương lai của một thể chế độc tài sẽ luôn có những phong trào cực đoan như vậy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hồng vệ binh đánh đồng yêu nước với yêu đảng, yêu lãnh tụ.